Chào mọi người nha. Đây, hồi chiều hai anh em cảnh đi qua đây là mọi người mà cho tối quá nên cấm câu, cảnh không có quay cho mọi người xem. Giờ vừa cấm quay lại thấy dính đường con mà cấm chưa hết câu nữa mọi người. Nhìn cho con chàng nhóc chàng dính con. Đây. Ồ đã mọi người. Mọi người. Ồ trời, đã luôn quá trời, đã luôn mọi người. Cá trê ú lù của mọi người. Cảnh hồi nãy cái đầu đẳng cảnh cũng dính được hai cá trê nữa mọi người. Mà nãy lúc nãy có cảnh không quay cho mọi người xem. Chúng nó đẳng cảnh quay cho mọi người xem. Mọi người. Cá trê Long An là da dày là mọi người không mọi người. Nó vàng rồi, nó vàng tươi luôn mọi người. Mọi người thấy không? Nó ú lắm mọi người, ú lù luôn á. Quá đã luôn mọi người. Bữa nay hai anh em cảnh đi qua bên Long An đó mọi người. Nên đi có hai anh em mà không đi chung với anh Giang anh bệnh rồi, anh không có đi. Nên hai anh em cảnh đi qua Long An chơi cắm được cái điểm mới mọi người. Mà mới cắm xong cái quay lại thấy nó dính đây gai ngon quá mọi người. Em cảnh đi thăm câu mọi người. Cái gì? Đúng không? Quá đã mọi người. Rất bự. Mọi người ơi. Mọi người thấy không? Có một cái lắp đỡ bành kia luôn mọi người. Quá đã luôn mọi người. Đi đưa túi ra nè, ra đựng cái đó kìa. Quá đã mọi người. Chút xíu nữa phóng xanh này cho. Xíu nữa rồi. Đã quá mọi người. Quá tuyệt vời. Đây mọi người, giờ nhóc chàng đang mà thăm ghế mọi người. Thằng cậu dính dính còn cái lóc mọi người. Cái lóc ở trên. Lóc mọi người. Ui, đã mọi người. Ôi, sướng. Mọi người. Mọi người con cá lóc nè. Ôi, quá đã luôn mọi người. Qua này đi vô cái đồng bên đây dính cá lóc ngon không mọi người? Lóc bự không mọi người? Quá đã luôn. Cái lóc được này là ú lù mọi người. Vô. Thấy không? Đây, vô. Vô bội liền rồi. Lụm em cái lóc nữa mọi người. Bên đây nay đây đi qua đồng bên đây dính cái lóc ngon quá mọi người. Giờ anh em cá cảnh đi thăm câu nữa nha mọi người. Ô, con cá gì vậy? Dở rồi. Cái trê cái lóc. Lóc nhỏ hả? Nhớ lên. Đi anh lên gãy. Cái lóc. Đừng cái lóc mọi người. Cái lóc này nhỏ không được bự mọi người. Đừng còn cái lóc nữa mọi người. Nó không được bự mọi người. Mọi người giờ cũng phi rồi mọi người. Hai anh em cảnh nhóm lửa lên nướng cá ăn buổi tối hôm nay nha mọi người. Giờ cũng 1 giờ rồi, giờ là hai anh em cũng đang đói bụng quá mọi người. Giờ nhóm lửa lên nướng vài con cá lóc ăn cho đỡ đói mọi người. Bây giờ cá có cảnh về nướng cũng chín rồi mọi người. Đây cái lóc đồng rồi cảnh nướng xong rồi cảnh cũng cào dãy xong cho ra hết ba dãy đen rồi mọi người. Đó. Cá mới nướng ra luôn mọi người, nóng hổi luôn mọi người. Đêm nay anh em cảnh giờ 1 giờ rồi cũng đói quá mọi người.
nên nướng ra mấy con cá để ăn buổi tối cùng mọi người. Quay gần lại. Này cá, cá nóng thật luôn rồi. Nè, thấy không? Có một cái đầu luôn rồi. Ngon lắm rồi. Ngon rất ngon luôn rồi. Cái lúc đồng nướng luôn tôi chấm với mớ ớt chanh siêu cay luôn mọi người. Ngon lắm mọi người. Giờ đói nữa. Giờ ăn cái gì cũng ngon hết mọi người. Cá lóc thì cảnh cũng về chín rồi nè mọi người, ngon quá luôn mọi người. Mọi người thì cá cảnh xé rồi nè mọi người, trắng phiếu luôn mọi người, mọi người thấy không? Đó, quá trời ngon luôn mọi người. Cái lóc đồng mới dính câu với mọi người, đem lên cảnh nướng luôn, ăn cùng mọi người tối tối luôn. Thôi giờ cảnh anh em cảnh cũng mời mọi người ăn với anh em cảnh nha. Em người giờ nhà nhóc chạng về đây xé ăn cá ra mọi người. Mình thấy đó. Cái đầu nó nóng hực luôn rồi. Chấm với mớ ớt chơi siêu cay. Đi liệu lúc nào anh em cảnh cũng có đem các bạn nha. Cái lóc đồng mà ăn nướng mọi chấm với mớ ớt chanh ngon lắm mọi người. Rồi giờ cài cánh mời mà mọi người nha. Này cái lóc đồng nè anh em cắm bữa nay vô toàn cá lóc không mọi người. Cá tre thì ít hơn mà bữa mọi người. Này cái là vô luôn trời cá lóc không. Cánh mời mọi người. Bây giờ cảnh ra dính cá lóc rồi mọi người. Ủa đã quá mọi người. Này vô cá lóc không mọi người. Đó. Người ơi. Đó người ơi, người. Thấy không? Đó. Làm gì đến lóc mọi người. Đã quá trời đã mọi người. Đây thử vô. Ok. Cảnh dính con nữa mọi người. Cái giờ nó không bự mọi người. Hôm dính cá bự bự bây giờ cái dính cá cũng rồi thôi, nó không bự mọi người. Cá giờ cái của cảnh giờ cá rồi thôi. Mà giờ cũng ngon rồi mọi người, cái lớp đồng mà. Đây mọi người. Cái này là thành quả trong hôm của hai anh em cảnh mọi người. Qua đây nay dính toàn cá lóc không mọi người. Cá trê nay ít hơn cá lóc. Nay vô toàn cá lóc quá trời cá lóc luôn mọi người. Để xem nè. Đó. Cá lóc không mọi người, đã quá. Giờ bữa đâu? Bữa trước luôn. Thôi giờ hai anh em cảnh ra chuẩn bị về nha mọi người. Giờ 5 giờ. 5 giờ 35 rồi. Giờ hai anh em cảnh chuẩn bị đồ chạy về. Giờ câu cảnh cũng về nhổ xong hết mọi người. Thôi cảnh chào mọi người nha. Mọi người mà có xem video của cảnh, có thích video của cảnh thì mọi người cho cảnh xin một like nha và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai anh em cảnh nha mọi người, để hai anh em cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều clip và trải nghiệm cuộc sống ở ngoài đồng hơn cho mọi người cùng xem. Thôi cảnh chào mọi người nha. Đâu chứ được không?